Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình đang sửa một chiếc xe Winner V1 đời từ 2015 đến 2018 anh em ạ. Và xe có cái ban bệnh là hụt ga rất chi là nặng anh em nhá. Hụt rất chi là nặng. Xe thì đề cái là nổ ngay và để ga lên tí bình thường, xe thì không báo lỗi. Nhưng mà lên ga thì hụt rất chi là nặng và hôm nay thì mình muốn chia sẻ cái ban bệnh này cho các anh em nhá. Vâng ạ, đầu tiên thì mình sẽ nổ máy xe. Anh em thấy là để ga thì rất chi là bình thường đúng không anh em? Nhưng mà cứ ga lên là nó sẽ bị hụt ga anh em nhé, anh em nghĩ. Đấy. Tay tôi thì đang giữ hết ga nhưng mà tiếng xe nó bị lịm đi anh em nhé. Vâng, bây giờ tôi sẽ tiến hành là tôi sẽ di chuyển gần đến xe để anh em thấy cái độ hụt ga nặng của nó anh em nhé. Đây. Tôi sẽ di chuyển gần đến xe. Anh em để ý này. Anh em để ý cái tay ga của tôi. Khi tôi ga lên hết cỡ thì tôi sẽ giữ lấy tay ga. Và anh em nhìn thấy là anh em nghe cái tiếng máy nó sẽ lịm đi. Và đồng thời là cái kim báo tua máy nó sẽ tụt xuống anh em nhé. Anh em xem này. Tôi ga lại một lần nữa anh em nhé. Để ý, ga lại một lần nữa. Bây giờ tôi sẽ ga lại lần nữa. Đấy, anh em thấy là nó lên nó xuống và tiếng ga nó bị lịm đi anh em nhé. Cái xe nó bị lịm đi rồi. Thì khi mà xe bị cái ban bệnh hụt ga thế này thì nó cũng rất có nhiều nguyên nhân anh em nhá. Ví dụ như là anh em phải cần phải kiểm tra buri. Đấy, trục buri. Anh em cần phải kiểm tra áp suất bơm xăng. Hoặc là anh em cần phải kiểm tra cảm biến anh em nhá. Ví dụ như đối với những anh em mà chuyên sâu về hệ thống FI rồi thì anh em kiểm tra nó nhanh. Còn những anh em nào mà chưa chuyên sâu về hệ thống điện áp bi thì anh em cũng không lo anh em nhé. Đối với những anh em đang sử dụng cái máy Motocantab do bên mình cung cấp thì là máy Motocantab phiên bản V2.4. Bây giờ thì nó có cái chức năng là kiểm tra chuyên sâu tất cả cái cảm biến. Thì hôm nay tôi sẽ dùng máy cho nó lỗi Motocantab để tôi kiểm tra chuyên sâu cảm biến trước cả đã anh em nhé. Nếu như mà không có cảm biến nào có vấn đề gì đó thì tôi sẽ tiếp tục đi kiểm tra áp suất bơm xăng và kiểm tra nhiều thứ khác nữa anh em nhé. Vâng ạ. Bây giờ tôi sẽ lấy máy Motocantab. Vâng, cái rắc đọc lỗi của xe Winner thì nó hay nằm ở vị trí này anh em nhá. Và đây là cái rắc đọc lỗi thì anh em cứ ghim vào máy thôi. Ok, ghim vào máy và anh em mở chìa khóa lên thì máy Motocantab nó sẽ có nguồn anh em nhá. Vâng, anh em thấy là máy Motocantab nó đã có nguồn bóng màu đỏ và bóng màu xanh đang sáng đây anh em nhá. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành mở máy tính bảng lên để tôi kiểm tra anh em nhá. Vâng ạ, bây giờ tôi sẽ tiến hành vào Motocantab. Hiện tại là anh em phải cần cái kết nối mạng wifi anh em nhé. Ok, như vậy là đã xong. Rồi, đối với những anh em đang xài máy Motocantab. Vâng, bây giờ phiên bản bây giờ nó có cả giọng nói rồi anh em nhá. Vâng, bây giờ thì anh em sẽ thực hiện cái chức năng kiểm tra chuyên sâu cảm biến trước. Nếu như mà là cái dễ nhất mà tôi gọi là cái dễ nhất thì làm trước, khó làm sau anh em nhá. Vâng, và anh em nghi ngờ cái con cảm biến gì thì anh em sẽ tiến hành kiểm tra con cảm biến đó anh em nhá. Vâng, đầu tiên thì tôi sẽ quay sát vào máy tính bảng để anh em xem ạ. Đối với những anh em mà đang sử dụng máy Motocantab mà do bên mình cung cấp mà chưa có cái phiên bản V2.4 có chức năng kiểm tra cảm biến thì anh em vui lòng gọi vào số điện thoại trên màn hình, tôi sẽ nâng cấp miễn phí anh em nhé. Còn những anh em nào chuẩn bị mua máy mới thì là phiên bản V2.4 máy mới tinh cung cấp cho anh em đã có chức năng này rồi anh em nhé. Vâng, anh em thấy đã thấy có dòng chữ kết nối thành công rồi. Và bây giờ anh em bấm vào kiểm tra ECU cảm biến và cơ cấu chấp hành anh em nhé. Vâng, và anh em đang muốn kiểm tra cảm biến thì anh em bấm vào cảm biến anh em nhé. Rồi, trong này là có tất cả những cái cảm biến mà anh em cần phải kiểm tra, ví dụ như cảm biến CKB, cảm biến TB đo vị trí có mở bấm ga, cảm biến IAT, cảm biến nhiệt độ khí nạp, cảm biến MAB, cảm biến áp suất tuyệt đối của hút anh em nhá, cảm biến ECT hoặc EOT thì được gọi là cảm biến nhiệt độ động cơ, hoặc là cảm biến oxy anh em nhá. Vâng, và cái bệnh bệnh hụt ga như thế này thì đầu tiên tôi sẽ kiểm tra cảm biến TB, cảm biến vị trí bấm ga anh em nhá. Vâng, tôi bấm vào đây ạ. Rồi,
Xe này, hãng xe của anh em là hãng xe gì, anh em bấm vào xe đó. Xe tôi là xe của Honda, tôi bấm Honda anh em nhé. Vâng. Thông báo, đây là chức năng kiểm tra chất lượng cảm biến vị trí góc mở bướm ga TP mà khi đọc bằng máy chẩn đoán không có mã lỗi OBD cho cảm biến TP. Chức năng này thực hiện kiểm tra chuyên sâu lỗi trong dải của cảm biến TP trực tiếp trên xe thông qua hệ thống OBD. Vâng, như vậy là anh em thấy là cái phiên bản V2.4. Bây giờ thì có khi mà anh em lười đọc cái dòng chữ này, hoặc là anh em cần cái câu trợ lý ảo này cũng đọc cho, thì phiên bản V2.4 đã có giọng nói rồi anh em nhá. Đấy, và bây giờ anh em bấm phím mũi tên bên phải ạ. Thông báo, kết nối mô tô ScanTap với xe qua giác chẩn đoán, sử dụng cáp DLCPN MTB08DLC01. Cấp nguồn cho mô tô ScanTap, sử dụng cáp nguồn PN MTB08 Power. Vâng, như vậy là tôi đã kết nối cái cáp DLC01 vào xe rồi, là chính xác rồi anh em nhé. Tôi bấm mũi tên bên phải ạ. Yêu cầu bấm nút tiếp tục, sau đó xoay chậm, từ từ, đều đặn tay ga đến khi bướm ga mở hết và giữ tay ga ở vị trí mở hết đến khi có thông báo mới. Vâng, theo cái cô trợ lý ảo yêu cầu anh em muốn kiểm tra được cảm biến TB, cảm biến đo vị trí có mở bướm ga, thì anh em sẽ bấm vào cái phím mũi tên bên phải này một cái. Xong rồi anh em sẽ từ từ, anh em kéo đều tay ga từ từ lên hết ga và anh em giữ lấy ở cái vị trí là hết tay ga. Và anh em chờ có thông báo mới anh em nhá, để kiểm tra xem là xe này có bị lỗi cảm biến TB không anh em nhá. Vâng, bây giờ tôi sẽ tiến hành bấm mũi tên bên phải và ngay lập tức tôi di chuyển sang bên tay ga và tôi giữ lấy tay ga anh em nhá. Vâng ạ, anh em có thể là xem tôi thao tác ạ. Rồi, ok anh em. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành bấm phím mũi tên bên phải anh em nhá, và tôi sẽ di chuyển về tay ga. Rồi, anh em sẽ tiến hành kéo từ từ đều đều tay ga lên ạ. Vâng, ngay lập tức là có thông báo rồi anh em. Vâng, đã có cái kết quả thông báo lỗi cảm biến rồi anh em nhé. Như vậy là lỗi bên trong cảm biến TB có thể do tiếp xúc kém, điểm trượt bên trong kém, vành than bị mòn hoặc rỗ, tiếp xúc kém anh em nhé. Vâng, như vậy là chính xác rồi, khả năng là chính xác rồi. Máy đã thông báo cho anh em là cảm biến TB bị lỗi anh em nhé. Và cảm biến TB thì nó nằm ở vị trí này anh em ạ. Đây, tôi sẽ quay cho anh em xem. Trên cái dòng có bộ ba cảm biến, trên những dòng xe mà có bộ ba cảm biến như xe Winner này, thì anh em thấy là cái con cảm biến TB, cảm biến vị trí có mở bướm ga, thì nó sẽ nằm trong cái bộ ba cảm biến ở đây. Nó có 5 dây ở đây anh em nhé. Bộ ba cảm biến của nó có 5 dây. Và bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái con cảm biến, bộ ba cảm biến này ra để thay thế anh em nhé. Như vậy là trong cái quá trình mà mình tháo con cảm biến này ra và mình lắp cái con cảm biến mới vào, thì mình sẽ không cần phải quay video cho anh em xem nữa anh em nhá. Vì cái cách tháo thì anh em nào cũng tháo được thôi. Mình quay cái video cả cái cách tháo nó thì cái đoạn video nó rất chi là dài anh em nhá. Vâng, bây giờ tôi sẽ tiến hành là dừng video và tôi sẽ tháo cái bộ ba cảm biến này ra và tôi thay cái bộ ba cảm biến mới anh em nhá. Rồi tôi tiếp tục chia sẻ xem là nó còn bị hụt ga nữa không và máy báo có chính xác không anh em nhá. Anh em chú ý xem hết video. Vâng, đây là cái bộ ba cảm biến anh em nhá. Đây là cái bộ ba cảm biến trên xe tôi vừa tháo ra, và cái xe này nó cũng hơi khó tháo đấy anh em nhé, nó cũng không dễ tháo đâu. Và đây là cái bộ ba cảm biến hàng SE, hàng này thì nhà mình chuyên gia xài hàng này không phải hàng zin đâu anh em ạ, nhưng mà nó chạy rất chi là ngon anh em nhé. Hàng này không phải hàng zin nhưng mà chạy rất chi là ngon. Đây tôi sẽ khui hộp ra để chia sẻ đến cho anh em. Và cái hàng bộ ba cảm biến này thì nhà mình có bán luôn anh em nhé. Anh em cần cái bộ ba cảm biến của xe Winner thì anh em cứ gọi cho mình sẽ cung cấp anh em nhé. Cái bộ ba cảm biến này thì của Winner này thì anh em có thể xài chung được cho cả xe SH cao luôn anh em nhé. Anh em có thể xài chung được với SH cao luôn ạ. Đây là cái bộ ba cảm biến nhà mình anh em nhé. Nhà mình có cung cấp cái bộ ba cảm biến này. Đấy, bộ ba cảm biến này thì xài rất chi là tốt anh em nhé. Bảo hành cho anh em cái bộ ba này mình có cung cấp cho anh em hàng SE, và mình có bảo hành cho anh em 2 năm anh em nhé. Vâng ạ, bây giờ tôi sẽ tiến hành tháo cảm biến zin trên xe ra. Rồi, ok.
cảm biến bộ ba, đây là bộ ba cảm biến, trong này nó có tất cả là ba con cảm biến anh em nhé. Cảm biến đo vị trí góc mở bấm ga gọi là cảm biến TB này, cảm biến MAB, cảm biến áp suất tuyệt đối của hút này, cảm biến IAT là cảm biến nhiệt độ khí nạp. Ba con này nó tích hợp trong một cái con cảm biến này thì gọi là bộ ba cảm biến, và nó có 5 dây điện, và hư một con thì phải thay cả bộ anh em nhé, nó liền trong này rồi, hư một con phải thay cả bộ. Vâng, đây là con cảm biến mới của tôi, hàng SE chạy rất là tốt, tôi hàng tôi dùng vài năm nay rồi. Vâng, bây giờ tôi sẽ tiến hành lựa và tôi lắp vào. Cái quy trình lắp nó rất là lâu, nó khó lắp lắm anh em ạ, cái dòng xe này khó lắp lắm nên là tôi không muốn quay cái quy trình lắp nữa anh em nhá. Vâng ạ, anh em chú ý xem hết video, sau khi tôi lắp xong rồi xem là nó có đúng bệnh hay không, xem là cái máy chuẩn đoán lỗi motor can táp nó có chính xác hay không anh em nhá, nó có tìm ra được bệnh chính xác là hỏng cảm biến TB hay không, và xe có còn bệnh hay không, anh em chú ý xem hết video. Vâng, và tôi đã tiến hành thay được cảm biến thành công rồi anh em nhá. Đây ạ, anh em thấy đây là cái con cảm biến mới, đây là cảm biến mới anh em này, em thấy đang rất là bóng. Còn đây là con cảm biến cũ anh em nhé, cũ thì nó sẽ cũ rồi và nó hỏng rồi. Đây là bộ ba cảm biến cũ tôi vừa thay ra, và đây là con mới tôi vừa mới thay vào anh em nhé, và tôi đã vặn ốc chắc chắn rồi. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành là tiếp tục test bằng máy xem là nó đã khỏi bệnh hay chưa anh em nhé, và quan trọng nhất là cái máy motor can táp của mình nó làm việc có chính xác hay không, nó có tìm ra bệnh hay không anh em nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành quay vào máy tính bảng anh em nhé. Vâng, tôi là tiếp tục là tôi bấm vào chức năng ECU, kiểm tra ECU cảm biến và cơ cấu chấp hành anh em nhé. Rồi anh em bấm vào cảm biến. Rồi đấy anh em thấy này, anh em muốn kiểm tra cảm biến gì, và tôi đang lúc chưa thay cảm biến thì nó đang báo lỗi cảm biến TB, cảm biến đo vị trí có một bấm ga. Bây giờ tôi sẽ thay thế cảm biến mới rồi và tiếp tục kiểm tra lại anh em nhé. Rồi anh em bấm vào Honda. Rồi bấm mũi tên bên phải anh em nhé. Yêu cầu bấm nút tiếp tục, sau đó xoay chậm, từ từ, đều đặn tay ga đến khi bấm ga mở hết, và giữ tay ga ở vị trí mở hết đến khi có thông báo mới. Vâng, như vậy là có cô chú ý ảo anh em. Rồi yêu cầu anh em bấm mũi tên bên phải, sau đó rồi kéo từ từ tay ga và kéo đến hết ga luôn anh em nhé. Vâng, tiếp tục tôi sẽ bấm mũi tên bên phải. Và ngay lập tức tôi di chuyển lên bên tay ga và tôi kéo từ từ tay ga anh em nhé. Và đến lúc hết tay ga thì tôi dừng lại chờ có thông báo mới. Cảm biến TB hoạt động tốt. Vâng, sau khi tôi thay cảm biến xong rồi thì báo cảm biến TB hoạt động tốt. Đấy là máy báo thôi. Còn có thực sự tốt hay chưa? Thì bây giờ tôi sẽ di chuyển ra xe và kiểm tra xem nó còn bị hụt ga được không. Cái đó mới là cái điều chính xác nhất anh em nhá. Và máy đã báo được rồi. Ok, tôi để tạm cái vị trí máy motor can táp xuống dưới bàn nâng, vì là bây giờ tôi sẽ lên ga cao thì tôi sợ nó sẽ bị rơi máy anh em nhá. Vâng, quan trọng nhất là bây giờ này, bây giờ lên ga xem có đúng bệnh hay không. Nếu đúng bệnh nó sẽ lên hết tay ga và nó không bị hụt nữa, vậy là đúng bệnh anh em nhá. Vâng ạ, bây giờ tôi sẽ nành nổ máy. Vâng, xe nổ máy bình thường. Và bây giờ tôi sẽ kéo hết tay ga anh em nhá. Tôi làm lại một lần nữa. Rất tốt anh em ạ. Đã không còn bị hụt ga nữa. Tôi kéo lại một lần nữa anh em nhé. Anh em để ý tay ga và kim đồng hồ và tiếng anh em nhé, tiếng máy. Vâng. Ok với anh em. Như vậy là anh em thấy là đã khỏi bệnh được rồi anh em ạ. Như vậy là anh em thấy là hiện nay sửa xe máy phun xăng điện tử có dễ không anh em? Anh em là một người chưa hiểu biết gì về xe phun xăng điện tử, khi mà xe nó bị bất kể một cái ban bệnh gì thì anh em nghi ngờ một trong số các cái cảm biến trên xe máy bị gặp sự cố, có vấn đề gì đó dẫn đến chiếc xe bị hụt ga. Thì mình lấy ví dụ anh em chưa hiểu biết gì về FI. Đấy anh em, nhiều anh em có hỏi là máy motor can táp này có dễ dùng hay không, thì anh em thấy chưa? Nó rất là dễ dùng, và đồng thời anh em chưa hiểu biết gì về FI. Anh em nghi ngờ một cái con cảm biến nào đó bị lỗi. Đối với những dòng máy thông thường thì khó để anh em thực hiện được, biết được cái con cảm biến đó. Nếu như nó báo lỗi hẳn đi rồi thì rất chi là dễ sửa. Còn trong trường hợp cái lỗi của nó ngoài giải, nó không báo lỗi nhưng mà cảm biến nó thực sự là vẫn bị
bị lỗi thì đã có máy một cần táp lo cho các anh em rồi anh em nhá. Vâng, như vậy là anh em cần kiểm tra bất cứ cái con cảm biến nào nữa thì anh em cứ bấm vào, nó sẽ tự động nó kiểm tra cho anh em. Anh em là người chưa hiểu biết gì về phun xăng điện tử thì anh em vẫn có thể sử dụng được bộ máy này bình thường anh em nhá. Và anh em nghi ngờ cảm biến nào bị hỏng thì anh em cứ bấm vào nó kiểm tra, nó bảo anh em hỏng rồi phải thay thế thì anh em thay thế. Còn nếu như nó báo là lỗi cảm biến đang bình thường thì anh em không có cần phải thay thế con cảm biến đi làm gì. Nếu anh em thay, cố tình thay nó sẽ không đúng bệnh anh em nhá. Vâng ạ, như vậy là anh em thấy là tầm quan trọng của máy Motocantab, và anh em thấy là nó hơn ở cái những cái dòng máy khác rất chi là nhiều, đúng không anh em? Rất chi là xịn. Và anh em cần những cái bộ máy chuẩn đoán lỗi phù hợp với những anh em chưa hiểu biết gì về FI như thế này thì anh em cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung cấp máy cho các anh em. Và khi cung cấp máy cho các anh em thì hỗ trợ kỹ thuật trọn đời anh em nhá. Khi mà hình thức anh em mua máy, đây tôi sẽ lấy bộ máy ra cho anh em xem. Hình thức anh em mua máy, anh em chỉ mua mỗi bộ máy Motocantab. Anh em mua mình bộ máy Motocantab như thế này thôi. Về nhà anh em kích hoạt lên trên điện thoại thì nó sẽ tiết kiệm chi phí rất nhiều. Nó gồm có một thân máy mà 15 túi cáp anh em nhé. Cáp tôi đang để trong nhà rất nhiều cáp. Cáp làm full hệ thống khóa smart key, cáp tua đồng hồ công tơ mét, cáp đọc xóa lỗi trên hệ thống phanh ABS, cáp giả lập tín hiệu cảm biến. Rồi là cáp DLC03 để nạp phần mềm mở tua. Rồi là các cái cáp kiểm tra ắc quy, kiểm tra máy phát điện, nó rất nhiều cáp anh em nhé, có tới 15 túi cáp. Đấy, nếu anh em mua về nhà kích hoạt lên trên điện thoại anh em xài trước thì nó sẽ rẻ rất là nhiều. Còn nếu anh em có đủ điều kiện thì anh em sẽ mua luôn máy tính bảng luôn, cùng một bộ với nhau đều được. Anh em xài trên điện thoại một thời gian anh em chuyển sang máy tính bảng, khi nào anh em mua được máy tính bảng thì mình chuyển sang máy tính bảng sau cho anh em cũng được anh em nhá. Vâng ạ, máy Motocantab bây giờ nó rất chi là hiện đại anh em nhá. Và khi mà mình cung cấp máy cho các anh em á thì anh em yên tâm là khi mà cung cấp máy cho các em á thì hỗ trợ kỹ thuật cho các anh em trọn đời. Đấy, cái số điện thoại của mình đấy, 0848 854 345, thì cái máy đó là cái máy số điện thoại của hầu như là số điện thoại tổng đài luôn anh em nhá. Như vậy là số điện thoại tổng đài luôn. Anh em cần những cái gì không hiểu đến máy thì anh em cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung cấp máy cho các anh em, nhưng gọi là hỗ trợ kỹ thuật cho các anh em trọn đời luôn anh em nhá. Máy bây giờ nó hiện đại lắm, nó không những là đọc lỗi xóa lỗi nữa, nó còn các sơ đồ mạch điện đây nha. Đấy, nó có các sơ đồ mạch điện đây nha. Đây là hệ thống đánh lửa của những dòng xe AB2013 anh em nhá. Đây thì anh em thấy rất chi là hiện đại đúng không anh em? Rồi. Khi cung cấp máy thì nhà mình cũng đang có chương trình khuyến mại anh em nhá. Anh em muốn biết chương trình khuyến mại gì thì cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung cấp. Và anh em cũng đã biết rồi, máy Motocantab như thế này thì sửa xe phun xăng điện tử nó quá dễ đi anh em nhá. Chỉ trong vòng một nốt nhạc thì cái máy của tôi đã phát hiện ra lỗi cảm biến TB trong cái xe Winner đời 2015 đến 2018. Và máy nó báo rất chính xác sau khi tôi thay cảm biến mới. Thay cảm biến mới thì xe đã hoạt động trở lại bình thường anh em nhá. Và khi mà anh em sửa xe như thế này thì tiết kiệm thời gian cho anh em rất chi là nhiều. Anh em không phải cần phải thay thế cái này cái nọ, thay hết cái này cái nọ. Anh em thay cảm biến bơm xăng, kim phun, bu ri, rồi anh em thay cảm biến nhiệt độ động cơ, rồi là anh em chỉnh xúc bắp, rồi anh em thay hết khi nào mà nó chính xác đến thay đến cái con cảm biến này thì nó cũng được thôi. Nhưng mà nó tốn rất nhiều thời gian và rất nhiều anh em không có đồ, anh em phải đi mua đồ về để anh em thử, nó tốn rất nhiều tiền anh em nhá. Thậm chí làm xe cho khách hàng thậm chí còn lỗ vốn luôn anh em nhá, vì cái tiền ôm đồ đấy mà khó khăn. Đi mua những cái cảm biến này nó rất là khó khăn, không phải là mua một cái là có được ngay. Anh em nghi ngờ bơm xăng, anh em lại ra đại lý mua cái bơm xăng về lắp vào không đúng. Anh nghi ngờ kim phun, lại ra kim phun mua cái kim phun về lắp vào lại không đúng. Rồi anh em nghi ngờ IC, lại mua con IC về lắp vào không đúng. Đấy, sau này anh em mua mãi mua đến cái con này thì lại khỏi bệnh. Thì ok, lắp cái con này vào thì anh em ôm một đống đồ luôn. Rất gì thợ càng ngày càng khó khăn anh em nhá. Ôm đồ phun xăng điện tử nó đắt lắm, nó không rẻ anh em nhá. Đấy, nhưng mà khi mà anh em có máy rồi á thì anh em biết ngay hỏng con này rồi, đi thay con này không cần nói nhiều anh em nhá. Như vậy là ăn chắc luôn anh em ạ. Vâng, video hôm nay thì mình xin kết thúc cái video này ở đây. Công việc của mình bây giờ là chỉ cần gắn nhựa vào, lắp vào là xong, giao xe cho khách hàng rất chi là đơn giản anh em nhá. Những cái dòng xe mà ít phải tháo nhựa, anh em hầu như tháo một cái cốp thôi
thì anh em có thể thay con cảm biến này rồi. Nhưng cái xe này thay cảm biến nó khó lắm anh em nhé, nó có nhiều cái nhựa mà nó vướng với cái khung này này, nên là tôi không có quay cái quy trình tháo yếm với lại quay cái quy trình thay cảm biến cho anh em, nó mất thời gian. Bây giờ nó khỏi bệnh rồi thì tôi sẽ lắp nhựa vào giao xe cho khách hàng là lụng lúa thôi anh em nhé. Vâng ạ, video hôm nay thì mình xin kết thúc cái video này đây. Anh em cần máy thì cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình mình sẽ cung cấp, và khi cung cấp máy hỗ trợ kỹ thuật trọn đời, không hiểu cái gì cứ alo cho mình, anh em mình trao đổi nói chuyện với nhau rồi là tìm ra cái hướng xử lý. Đấy, khi mà tìm ra rồi anh em biết bệnh tôi cũng biết bệnh, đồng nghiệp với nhau giúp đỡ nhau là chủ yếu thôi anh em nhé. Vâng ạ, xin chào và hẹn gặp lại.